Tiếp tục đến với nội dung phim Thế giới hoàn mỹ. Sau khi thoát ra khỏi Niết Bàn Trì, Thạch Hạo và Tiểu Tháp lập tức bị chặn lại. Ở đâu đó bên dưới lòng đất có một khối thủy tinh. Khối thủy tinh này được gia cố bằng nhiều sợi xích sắt, dường như là đang phong ấn kẻ nào đó. Tiếp tục tiến về phía trước, hai người Thạch Hạo đi tới trước một ngọn núi. Giọng nói già nua vang lên trách mắng cậu và tòa tháp bên cạnh đã đi quá giới hạn rồi. Lão ta bộc phát thực lực răn đe. Thạch Hạo không hoảng sợ, cậu lập tức phản bác lại. Cậu chỉ vì đoàn tụ với cha mẹ nên mới đi tới Bất Lão Sơn, không ngờ nơi này toàn là hạng người đàng hoàng, trên miệng thì đầy nhân nghĩa đạo đức, vậy nhưng lại đi xăm lòng người khác, làm ra hành động cướp đoạt bí pháp thấp kém. Lời này làm cho Tiểu Tháp cũng khen ngợi theo. Cái núi ngu ngốc này không hiểu đạo lý đâu, bây giờ đúng lúc hắn đang ngớ nghề, vậy thì khai chiến đi. Lão ta thở dài mỉa mai, xem ra một trận đánh ở thượng giới năm đó Tiểu Tháp vẫn không cam lòng. Tiểu Tháp khẳng định chắc nịch, hắn sớm muộn cũng đánh tới thượng giới để bọn chúng cúi đầu với hắn. Thạch Hạo nghe vậy liền hiểu ra nguyên nhân tại sao Tiểu Tháp lại ẩn thân ở Bách Đoạn Sơn là lúc trước gây ra nhân quả lớn. Ngay lập tức, ngọn núi cũng hành động, nó dần dần hóa thành bộ dạng cơ thể to lớn. Cho dù ra sao, thiếu niên nhân tộc này và Tiểu Tháp cũng không thể tùy tiện rời khỏi đây. Tiểu Tháp cho biết, vừa nãy không thể giãn gần cốt trong Niết Bàn pháp trận, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt. Hắn nhắc nhở Thạch Hạo mau chóng tìm chỗ thoáng mát nghỉ một lát đi, còn hắn sẽ đánh phải chiều với ngọn núi này. Thạch Hạo muốn cùng nhau chiến đấu, để hắn một mình ở đây không phải phong cách. Trong lúc tảng đá kia đang không ngừng tiến lại gần thì Tiểu Tháp tiếp tục cho biết thêm, đại chiến năm đó đối mặt với rất nhiều cường địch cũng chưa từng có ai giúp hắn. Hôm nay có câu nói này của hắn là đủ, không uổng duyên phận giữa hai người ở Bách Đoạn Sơn. Nói rồi, hắn liền dùng thực lực bao bọc Thạch Hạo lại. Hôm nay là trận chiến của hắn thì nên để hắn kết thúc. Việc của Thạch Hạo là đứng xem cảm ngộ cơ duyên đạo pháp mà thôi. Tòa núi ngốc này rất mạnh, có thể để cho Tiểu Tháp nghiêm túc như vậy, xem ra thực lực của Ngũ Hành Sơn không thể khinh thường. Vậy nhưng nếu so sánh thì có vẻ vẫn yếu hơn Tiểu Tháp. Hắn ta vô cùng tự tin, chắc là đủ dùng cho hắn luyện tay. Rất nhanh sau đó, ngọn núi kia cũng đi tới trước mặt rồi tung chiêu, tung nắm đấm khổng lồ hướng về cái tháp nhỏ bé kia. Vậy nhưng không thể làm gì được hắn, ngược lại còn bị hắn phản công kịch liệt. Điều này làm cho Thạch Hạo cũng không ngờ được. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn nghiêm túc như vậy. Không ngờ tên kia lại có chiến lược như vậy. Lực lượng của ngọn núi rất mạnh, vậy nhưng tốc độ lại khá chậm, cho nên không thể chạm đến Tiểu Tháp. Lão ta cố gắng phản công đẩy lùi được hắn bay ra xa. Dù bị ăn hành nhiều lần, vậy nhưng Tiểu Tháp cũng không thể làm bị thương được lão. Lý do là pháp thân bản thể quá cứng rắn. Đáng tiếc là mục tiêu của hắn lại không phải phá bản thể của lão mà là thứ dưới đất. Hắn nhanh chóng hóa lớn rồi trượt một chiều xuống lòng đất. Ngọn núi thấy vậy liền vội vàng tiến lại ngăn cản. Thì ra nơi mà Tiểu Tháp tấn công lại là khối thủy tinh đang bị phong ấn dưới lòng đất. Lão già kia lên tiếng khuyên ngăn, hắn tuyệt đối không thể thả kẻ đó ra. Năm đó tập hợp lực lượng của cả đám người mới chấn áp được nó. Nếu giúp tên kia thoát khốn thì gã nhất định sẽ đánh vào thượng giới dẫn tới đại chiến liên miên. Tiểu Tháp phủ nhận liên quan, người thượng giới quá rảnh rỗi, còn có thời gian xuống đây tìm tạo hóa. Hôm nay, hắn sẽ cho bọn chúng chút việc để làm. Kẻ bị giam cầm được gọi là sinh linh bất diệt. Nhờ có sự giúp sức đến từ Tiểu Tháp, lại thêm lời động viên, nếu không chết thì chơi lớn một lần đi, cho những kẻ chấn áp gã xanh mặt một trận. Gã ta nhanh chóng vùng vẫy thoát ra. Ngọn núi kia thấy vậy, liền cố gắng chấn áp, hai bên giằng co kịch liệt. Vậy nhưng đáng tiếc là sức mạnh của lão không đủ để ngăn cản sinh linh bất diệt. Tới đây thì việc của Tiểu Tháp đã xong, hắn ta liền thu nhỏ lại rồi quay trở về bên người Thạch Hạo. Điều này làm cho cậu cũng ngạc nhiên, đang đánh hăng say sao lại chạy rồi. Tiểu Tháp cho biết, hắn hoàn toàn không có ý định chiến đấu với lão ta, để cho sinh linh bất diệt chiến đấu là được rồi. Hắn không chấn áp cái núi ngốc đó đã coi như là đại từ đại bi rồi. Hơn nữa mọi thứ cậu làm ở Bất Lão Sơn phải nhận đủ loại nhân quả, nên dứt khoát để ngọn núi đó đón nhận đi, đây đúng là chuyện tốt. Hơn nữa bà nãy đứng quan chiến, cậu cũng cảm ngộ được rất nhiều. Không mượn ngoại lực, tự cấp tự túc thì dù đạo diệt, thân cũng trường tồn. Không chờ đợi thêm, Tiểu Tháp liền dù Thạch Hạo đi vét bảo khố của Bất Lão Sơn, hốt sạch nó để đám nhóc tóc bạc kia khóc luôn. Thạch Hạo thì muốn đi cứu mẫu thân vào phụ thần trước. Vậy nhưng việc cứu người này sẽ sinh ra nhân quả, e là cậu không chịu nổi. Thạch Hạo cảm thấy không vấn đề gì, dù là nhân quả gì thì cậu cũng nguyện gánh chịu. Tiểu Tháp nghe vậy liền đồng ý, hắn sẽ gánh vác cùng với cậu. Hai người nhanh chóng đi tới nơi giam giữ vợ chồng Thạch Tử Lăng, bọn họ đang bị nhốt bên trong một cái trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Tháp có thể trực tiếp đánh vỡ pháp trận, vậy nhưng hắn lại không vội làm chuyện đó. Bần Lão Sơn có thể vây bọn họ bên trong không gian hư ảo, thì tất nhiên đã quán chú ý chí to lớn cho kết giới. Việc trước tiên cần làm là nghĩ cách tìm ra vị trí cụ thể của mẫu thân, phụ thần trước để phòng ngừa bọn họ bị thương do kết giới bị phá. Đến lúc đó, hắn lại giúp cậu cưỡng ép phá kết giới. Thạch Hạo nghe vậy liền tiến lại gần cảm ngộ, vậy nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, cũng không thể cảm nhận được khí tức của mẫu thân và phụ thần.
cậu lên tiếng kêu gọi. Nghe được những lời đó, hai vợ chồng liền tiến ra ngoài. Trận pháp có thể truyền đi âm thanh, vậy nhưng đáng tiếc là không thể phán đoán phương hướng. Trong kết giới cũng vậy, chỉ có điều phạm vi kết giới lại quá rộng. Vậy nhưng Thạch Hạo và Tần Di Ninh vẫn không bỏ cuộc. Tiếp tục cảm nhận, hai người họ cũng mặt đối mặt chạm tay nhau. Dù bị ngăn cách bởi một tầng kết giới, vậy nhưng hai người vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Đừng nghe bọn họ nói chuyện một lúc, Tiểu Tháp cũng lên tiếng yêu cầu Thạch Hạo nhắc nhở vợ chồng Thạch Tử Lăng tìm chỗ ẩn thân để hắn còn phá kết giới. Mọi thứ nhanh chóng chuẩn bị xong, hai vợ chồng lùi về sau, đồng thời tạo ra một cái kết giới bao bọc xung quanh. Còn Thạch Hạo thì lấy ra chiến kích chuẩn bị tiến công. Tiểu Tháp lập tức truyền cho lực lượng vào chiến kích, sau đó ngưng tụ lực lượng chuẩn bị làm mồi chiều phá hủy trận pháp. Vậy nhưng trước khi biết diễn biến tiếp theo như thế nào thì tập phim lại hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Xin chào!